Do đã chính thức vào bán kết từ lượt trận trước nên đội tuyển nữ Thái Lan và đội tuyển nữ Campuchia đối đầu nhau trong trận tố tối ngày 9 tháng 5 để xác định đội nhất bảng. Với thực lực mạnh hơn hẳn, đội tuyển nữ Thái Lan không khó để làm chủ thế trận. Phút 23, Parichat bật cao đánh đầu tung lưới đội chủ nhà, mở tỷ số cho đội tuyển nữ Thái Lan. Trước khi hiệp 1 khép lại, Muesri đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt. Có lợi thế an toàn, Đội tuyển nữ Thái Lan chủ yếu sử dụng những cầu thủ dự bị trong hiệp 2, nhưng đội chủ nhà Campuchia cũng không thể chống đỡ. Đúng vào phút bù giờ của hiệp 2, Bon ấn định chiến thắng 3-0 cho đội tuyển nữ Thái Lan bằng cú cứa lòng đẹp mắt. Với kết quả này, đội tuyển nữ Thái Lan vào bán kết bóng đá nữ SEA Games 32 với ngôi nhất bảng B khi có 9 điểm trọn vẹn. Đội bóng này sẽ gặp Myanmar ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất. Trong khi đó, chủ nhà Campuchia có ngôi nhì bảng B với 6 điểm sau 3 trận và sẽ là đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam ở bán kết. Các trận bán kết của môn bóng đá nữ SEA Games 32 sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 5 tới.